Sau đây, tôi xin gửi đến bà con câu bác xa gần bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Thiện, Mây xám lưng trời. Xin mời bà con câu bác mình cùng nghe. Đã hơn 17 năm kể từ ngày người viết rời bỏ căn cứ không quân Pleiku, tên tuổi của các cấp chỉ huy, của các chiến hữu, của bạn bè đôi khi cũng không còn được ghi nhớ trọn vẹn. Nhưng hình ảnh thân thương của những ngày tháng cũ có lẽ không bao giờ mờ nhạt. Nhân dịp sắp ra mắt tập san Lý Tưởng Úc Châu, xin được viết bài này như một sự hoài niệm về chốn xưa, không phải với mục đích tô son điểm phấn, mà chỉ để ghi lại buồn vui của hơn 1.000 ngày sống với những con người bình thường, rất bình thường. Nhưng đã đem cuộc sống, đôi khi cả cái chết của mình để góp phần tạo niềm tự hào cho những người mình chung sắc áo màu cờ quân chủng, trong đó có người Việt. Đường vào không quân của tôi rất ngắn và bất chợt, ngắn đến độ vào căn cứ Tân Sơn Nhất mà không phải qua cổng Phi Long, bất chợt đến mức về trình diện bộ tư lệnh mà chưa có được con rồng trên túi áo. Là một sinh viên có đôi chút tinh thần phản chiến, cho học với thời trang, tôi chỉ lên đường nhập ngũ sau lệnh tổng động viên năm 1968, vào những ngày cuối cùng của đội Tăng Nhân Phú. Tôi hờ hững với các phái đoàn quân binh chủng đến để tuyển chọn người. Tôi chỉ làm đơn tình nguyện về không quân, sau khi thằng bạn thân nhất quyết định về làm quân cảnh gác cổng phi trường. Không quân không có gì hấp dẫn đối với tôi, nhưng cô em gái xinh đẹp của hắn thì tôi lại không muốn xa. Hai ngày sau, những chiếc xe KMC màu xanh đưa chúng tôi về bộ tư lệnh qua cổng Phi Hùng. Khi bốc thăm về đơn vị, tôi bốc phải cái thăm duy nhất có chữ Pleiku. Căn cứ không quân Pleiku, tức căn cứ 92. Vào thời gian mà ông Phùng Ngọc Ẩn bàn giao lại cho ông Đỗ Trang Phúc là căn cứ nhỏ bé nhất của không quân Việt Nam. Quân số lèo tèo hơn 200 chàng trấn thủ lưu động. Chu vi nếu không kể đài kiểm báo trên đồi thì chỉ độ một cây số. Cảnh vật ở đây tiều tụy chẳng thua kém gì con người. Khí hậu khắc nghiệt quanh năm, mùa hè bụi đỏ, mùa mưa lầy lội. Cái tên của phi trường Cù Hanh, lại càng làm lòng người thêm ngao ngán. Điểm son duy nhất có được là cái tên cổng ra vào của căn cứ, cổng Phi Vân. Nhưng cái tên thơ mộng đó cũng không thể biến đổi được cuộc sống buồn tẻ và thiếu thốn ở đây. Ngày ngày, hai buổi leo đồi, chiều chiều đón xe lam ra phố. Phố Pleiku đi dăm phút đã về chống cũ. Chỉ có vài quán cà phê và quán thịt cầy Kim Phượng để lui tới. Những người em má đỏ môi hồng cũng không được nhiều nhận là bao. Đã buồn tẻ lại thiếu thốn mọi bề. Đến độ hàng quân tiếp vụ cũng phải sang C2 của lực lượng đặc biệt mua ké. Về giải trí thì lâu lâu đánh hơi được bên pháo binh hoặc thiết giáp có nhảy đầm liền qua vi vút. Được cái, cả ông Trung tá Tuấn Châu Ghi Đông lẫn ông Đại tá Dung đều là người trọng lượng, nên phe ta cũng được nhờ. May mắn lắm là những tay nào quen được cố vấn Mỹ thì mới có hy vọng vào Officer Club hoặc NCO Club của họ mà coi vụ sexy. Ông chỉ huy trưởng căn cứ, Trung tá Đỗ Trang Phúc lại là người rất rét lô. Có người nói tại vì ông xuất thân là một sĩ quan nhảy dù. Tôi được ông thương vì cả hai cùng chung sở thích, nghe nhạc. Một hôm, ông hỏi tôi về dư luận trong binh sĩ. Tôi trả lời úp mở thì ông cười nói nửa đùa nửa thật. Mò rét lô thật đấy chứ. Cậu coi Pleiku là tận cùng của không quân, sĩ quan đa số là dân bất mãn hoặc bị đi, còn lính tráng toàn là lính ba gai, không hắc ám thì làm sao mà trị các cậu được. Trong số những người tôi cho là bị đi đó, có ông trưởng phòng chiến tranh chính trị của tôi, Thiếu tá Lê Bá Định. Không hiểu ông có bị đi thật hay không, nhưng chắc chắn một điều, ông bất mãn ra mặt. Ông vốn là dân khu trục mà lại bị đưa xuống đất, coi dăm ba mạng lính văn phòng, không bất mãn sao được. Rồi có lẽ vì sầu đời, ông đâm ra lập dị, nên có người kêu là ông Định Mát.
Dù tuổi đời chưa tới 35, ông bắt đầu chống ba toan và ngậm ống vú. Trưa chiều ra sân đứng nhìn đăm đăm về hướng phi đạo hoặc ngước mắt theo dõi những chiếc UV-10 của Mỹ lên xuống. Vào thời gian 68-69, phi trường Cù Hanh gần như là căn cứ không quân của Mỹ. Đơn vị phi hành, đồn trú thường xuyên duy nhất của ta là biệt đội trực thăng 215 thần tượng, có nhiệm vụ đổ biệt kích. Trong không quân có lẽ chỉ có 3 phi đoàn 213, 215 và 219 là nổi tiếng nhất trong cái nghề nguy hiểm này. Đậu xuống khó 1, bốc về khó 10. An nguy của các chiến sĩ B-14, B-15 tùy thuộc vào một phần biệt đội 215. Các ông hoa tiêu và xạ thủ phi hành của 215 trông rất ngầu, áo quần lúc nào cũng đầy bụi đỏ, có người lại đeo dao găm thượng. Họ là những hình ảnh hiếm hoi đại diện cho những chàng phi công hào hoa phong nhã ở phố Pleiku, phố Công Tông. Cái phù hiệu phi đoàn của họ cũng khác thường, con voi làm xiệc, đầu đội nón đứng trên trái banh mà có người gọi đùa là con voi ỉ. Vậy sao có thêm một biệt đội khu trục A1 từ Biên Hòa ra? Và đó là tất cả lực lượng tác chiến của một căn cứ mà ngày xưa đã từng là tiền thân của không đoàn 62, đã từng có những chỉ huy trưởng nay đã lên tướng, trong đó có cả ông Minh Cầu. Năm 1970, khi tôi rời đơn vị để đi tu nghiệp mấy tháng trở về thì mọi sự đã thay đổi mau chóng không ngờ. Căn cứ 92 đã trở thành không đoàn yểm cứ Pleiku, và quan trọng hơn, một đơn vị tác chiến vừa được thành lập, không đoàn 72 chiến thuật. Ông Bá làm không đoàn trưởng, ông Trang coi liên đoàn tác chiến với 4 phi đoàn, 530 khu trục của ông Lê Bá Định, 118 quan sát của ông Võ Ý, 229 và 235 trực thăng của các ông Lê Văn Búc và ông Vĩnh Quốc. Không khí Pleiku tưng bừng với những buổi lễ xuất quân, nhộn nhịp với quân số đã lên đến hàng ngàn. Tôi bắt đầu làm quen với sinh hoạt của giới phi hành, một phần vì nghề nghiệp của một sĩ quan báo chí, một phần vì tò mò muốn biết về cái sự bay bổng, đánh đấm của các vị mặc áo liền quần này. Từ đó tôi quen biết với những người của 530 như Lê Thanh Hồng Dân, Phạm Văn Thẳng, Lê Bình Liêu, Hiệp Vi Si, Bạch Diễm, Sơn, Long, Thanh Ngố. Gọi như thế để phân biệt với ông thiếu tá liên đoàn phó liên đoàn tác chiến Lưu Đức Thanh, hổng danh Mắt Triều, và với ông Võ Ý bên 118, với các ông Bông, Quang, Dũng và Tuấn Râu bên 229, 235. Thân thiết nhất là với 530, một phần vì ông Lê Bá Định là sếp cũ, một phần vì Phạm Văn Thẳng. Anh có chiều cao và thích thể thao, từ bóng rổ, bóng chuyền cho đến đá banh. Biết anh đã từng là thủ môn cho hội tuyển không quân Biên Hòa, tôi giới thiệu anh bắt gôn cho tiểu khu Pleiku. Khi lên đấu ở bang Mây Thuộc, ai cũng nói Phạm Văn Thẳng là người thượng, vì anh còn có thể đen hơn đại tá Gia Bát, tỉnh trưởng Pleiku nữa. Từ đó Phạm Văn Thẳng có biệt hiệu là Thẳng Phu Rô. Sau khi phi đoàn đi Thái Lan lấy thêm A1 về, tôi thấy mấy chiếc A1E có 2 chỗ ngồi liền gạ gẫm anh cho đi theo một chuyến. Anh kiếm cho tôi một cái áo bay số nhỏ nhất, dạy cho cách sử dụng dù thoát hiểm. Đợi đến khi có một phi vụ liên lạc, tôi lên xin phép ông Lê Bá Định. Sau chuyến đi Nha Trang trở về, thấy tôi vẫn còn đủ sức để leo xuống đất, Phạm Văn Thẳng lại hầu. Nãy cậu là dân văn phòng tôi bay em, chứ gặp Thanh Ngấu hay thằng Liệu bay, cậu ói tới mặt xanh mặt vàng là cái chắc. Sau đó mỗi lần thấy chiếc A1 nào tới 2/3 phi đạo, đã vụt đâm thẳng lên trời, tôi biết ngay đó là Thanh Ngấu. Nói vậy Thanh thì tôi cũng không hiểu sao dân khu trục lại đặt cho cái biệt hiệu Ngấu. Sau khi Lê Thanh Hoàng Dân trời Pleiku, thì có lẽ Thanh là người phương phi béo tốt và đẹp trai nhất phi đoàn. Trước đó hơn một năm, Thanh đã được mặc áo bay, đội helmet để chụp hình bìa cho tập san thế giới của phòng thông tin Hoa Kỳ, trông chẳng thua gì tài tử cinema. Hơn nữa, Thanh bay và đánh rất lì, thế mà vẫn bị kêu là Thanh Ngấu. Người duy nhất trong 530 mà tôi được phép coi ngang hàng là Lê Bình Liêu. Thứ nhất, lúc đó Liêu còn mang lon trung quý,
Thứ hai, Liêu còn có tài uống rượu như lệnh Hồ Dung. Mà đã là bạn nhậu thì rất dễ thông cảm. Liêu có cái số nhảy dù hai lần trong một tháng mà vẫn bình yên vô sự. Từ phi đoàn 530 khu trục, tôi mon men qua bên 118 quan sát làm quen với ông Võ Ý. Ông thiếu tá phi đoàn trưởng này nổi tiếng vì tài làm thơ. Cái tên Huyền Mưu mà ông đặt cho phi đoàn đã một phần chứng minh điều đó. Ông sống độc thân tại chỗ, cho nên cái việc kiếm chỗ ăn cơm ngày hai bữa đã trở thành quan trọng. Chính vì thế mà khi ông Lê Bá Định đem gia đình ra Pleiku, thì tôi và ông Võ Ý thường đến thăm thầy, để vừa nói chuyện thơ văn vừa ăn cơm tối. Ông Định cũng là một nhà văn không quân, có lẽ không bao giờ biết đến cái sự thật phũ phàng đó, mà dù ông có biết ông cũng làm ngơ. Sau đó, ông Định giới thiệu chúng tôi với nhà thơ Kim Tuấn, lúc đó đang ẩn dật ở Pleiku cùng với bà vợ trong nông một cửa tiệm bán áo lạnh. Bà vợ của nhà thơ thật hiền lành, dễ thương, nên tôi và ông Võ Ý lâu lâu cũng được ăn nhờ nhưng rất thịnh soạn. Năm 1971, khi chương trình Việt Nam hóa bắt đầu, thì cũng là lúc tình hình vùng Tam Biên trở nên sôi động. Không quân Hoa Kỳ rút khỏi Pleiku, chỉ để lại một ít gunship Cobra ở căn cứ Holloway. Ngoài ra, những sự yểm trợ khác của họ, nếu có, đều từ căn cứ Chu Lai, từ đệ thất hạm đội hoặc đệ thất không lực bên Thái Lan. Sau mấy tháng đầu ổn định nơi ăn chốn ở và tiếp nhận quân số, không đoàn 72 chiến thuật đã đụng cuộc thử lửa đầu tiên nơi căn cứ 5 hỏa lực, đồi 1001. Trong trận này, không lực Hoa Kỳ đã nhường hết cho phía Việt Nam. Không hiểu vì muốn thử khả năng của không quân ta, hay vì các cấp chỉ huy của họ không muốn đưa đàn em vào chỗ chết. Mà từ ngày đầu đến ngày cuối, không hề thấy bóng dáng một phi cơ nào của họ. Hai người Mỹ duy nhất có mặt trên vùng trời là một cố vấn bên quân đoàn 2 và một ký giả dân sự của tập săn tham Hoa Kỳ. Và ngay trong trận đầu, không đoàn 72 chiến thuật đã làm cho bạn bè thán phục và người Mỹ phải kinh ngạc. Phòng không ở đây thì khỏi phải nói, đủ loại, đủ cỡ. Ở 9.000 bộ vẫn bị như thường. Trần mây ở xứ đất trời giao nhau này thì quanh năm thấp thật là thấp. Ở dưới nhìn lên, bên trên nhìn xuống cũng chỉ thấy một màu xám đục. Thấy một lỗ hổng là vội nhào xuống ngay. Quân dù có nhiều thương binh, trực thăng len lỏi thả toán quân y xuống. Không đủ phương tiện giải phẫu, trực thăng lại phải đáp xuống đưa hết thương binh về quân y viện. Từ lúc đó cho tới khi chiếm lại căn cứ 5, các chiến sĩ dù biết mình không bao giờ cô đơn. Trước kia họ đã từng được sự yểm trợ như vũ bão của không lực Hoa Kỳ, nhưng lần này sự yểm trợ của không quân Việt Nam, ngoài hỏa lực ra, nó còn có một cái gì không thể tìm thấy nơi những người đồng minh xa lạ. Đó là cái sống chết bên nhau của những người cùng chung màu da, chung dòng máu, chung bóng cờ. Thành thử, khi ông ký giả Mỹ nói các phi công của ta điên khùng, tôi không có ý kiến. Đến khi ông ta gọi họ là anh hùng, thì tôi khiêm nhượng đáp lại. Các phi công đó của chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của họ với một tinh thần trách nhiệm và với tất cả khả năng của mình. Nếu ông gọi họ là anh hùng, thì không quân Việt Nam chúng tôi là anh hùng hết sao? Ông ta không đồng ý và viết bài ca tụng trên báo Mỹ, coi đó như một thành công điển hình trong việc Việt Nam hóa cuộc chiến. Cũng từ đó, không đoàn 72 chiến thuật gắn liền với những địa danh bất tử, từ căn cứ 5, căn cứ 6, Tân Cảnh, Chu Phao, vân vân, cho đến bên kia biên giới Campuchia, Lào. Cũng vào năm 1971, sự bành trướng mau lẹ của không lực Việt Nam để thay thế những người bạn Mỹ đã đưa đến cái rắc rối nho nhỏ. Hàng trăm sĩ quan trẻ sau khi tốt nghiệp khoa tiêu binh Mỹ về vẫn còn mang con cá, sinh viên sĩ quan. Bộ Tổng Tham mưu đã lập luận như sau. Các sinh viên sĩ quan đó học quân sự giai đoạn 1 ở Quang Trung xong là về không quân học sinh ngữ rồi qua Mỹ học bay. Như vậy, dù có bằng hoa tiêu họ vẫn chưa trở thành sĩ quan vì chưa học qua quân sự giai đoạn 2. Dù không thể bắt các hoa tiêu này về lại Thủ Đức hoặc Nha Trang để học,
Bộ Tổng Tham mưu cũng ra một cái lệnh cứng nhắc là các sinh viên sĩ quan này phải học tại đơn vị, xong xuôi mới được mang luôn. Có nghĩa là các khoa tiêu trẻ đó phải học về sinh hoạt lãnh đạo chỉ huy, về chiến tranh chính trị và bắn súng Colt 45. Riêng tại Pleiku không thôi cũng đã có hơn 50 khoa tiêu. Từ nay sáng thì theo thầy đi đánh giặc hoặc bay tập huấn, chiều về học chữ và bắn súng Colt. Lúc đó phòng huấn luyện Pleiku thiếu người, thấy tôi lang thang suốt ngày liền mượn về phong cho chức huấn luyện viên dạy môn chiến tranh chính trị và lãnh đạo chỉ huy. Cũng may là không bị dạy cả môn bắn súng. Ngày đầu tiên vào lớp học khi thấy Phương mà tôi đã đi ké trực thăng vài lần, đứng lên trịnh trọng trình diện lớp học, tôi thấy bối rối một cách lạ lùng, biết những học viên của mình mệt vì những giờ bay lúc ban sáng. Nhưng tôi cũng không thể để cho họ ngồi ngủ gục hoặc vừa hút thuốc vừa tán dóc. Sau đó tôi nghĩ ra được một giải pháp dung hòa. Tôi vẫn theo đúng chương trình của Bộ Tổng Tham mưu, nhưng chỉ sơ lược đại khái trong vòng 15 phút. Thời gian còn lại tôi kể chuyện cho họ nghe. Có lẽ tôi có khiếu về kể chuyện hay sau đó, mà về sau không còn ai ngủ gục hoặc tán dóc nữa. Về một hút thuốc trong lớp thì chỉ còn hai tay ghiền không thể nhịn được, Hùng Khu Trục và một tay trực thăng trước là dân binh biệt kích. Dần dần họ gọi tôi bằng thầy, tuyệt nhiên không có ý châm chọc mà đầy tình thân có pha chút vui đùa. Nhờ vào cái thế thầy này mà mỗi khi đi phép hoặc đi công tác tôi khỏi phải xuống trạm hàng không quân sự chờ đợi nữa. Buổi sáng cứ việc xuống 229 hoặc 235 là thế nào cũng có những phi vụ huấn luyện, liên lạc. Hãy trông thấy học trò của mình ngồi ghế co-pilot, tôi liền tiến lại cười cầu tài là xong ngay. Một lần cả thầy bốn chiếc UH-1 cùng đi về Sài Gòn, có cả ông Bá và ông Bông. Tôi ngồi trên tàu của ông Bông, khi đáp xuống Sài Gòn, đếm đi đếm lại chỉ có ba chiếc. Ông Bá không nói không rằng, đứng khoanh tay, mặt hầm hầm. Nhưng tôi biết lòng ông đang lo cho an nguy của hai hoa tiêu non trẻ. Ông Bông thì vừa vò đầu, bứt tay vừa chửi thề. Mẹ, thấy sông Đồng Nai thì phải biết là sắp đáp Sài Gòn rồi chứ. Cái sông Đồng Nai nó trình ảnh ra đó chứ có nhỏ tí xíu như sông bé đâu mà không thấy. Gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy những người đi lạc trở về từ căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Phải họ còn non trẻ thiếu kinh nghiệm bay bổng nhưng cái can đảm khi đánh giặc họ có thừa. Bởi vì kinh nghiệm thì cần thời gian, còn can đảm thì tiềm năng sẵn trong máu. Vào giữa khóa học tôi bắt đầu kể chuyện Huyền Trân công chúa. Dĩ nhiên là tôi phải vỉa. Và dù lấy lý do viện dẫn ngoại sự, tôi cũng không thể nào bào chữa cho cái tội phạm thượng. Thêm mắm, thêm muối vào chuyện tình của người xưa, cái người đã đem lại hai châu Âu, châu Lý cho giang sơn nước Việt. Tới đoạn công chúa và chế mân đi hưởng tuần trăng mật 6 tháng trong rừng trên lưng voi, thì lớp học của tôi vắng thêm hai người, họ hy sinh trên chiến trường Tam Biên. Vào những ngày cuối cùng của khóa học, tôi thiêu dệt sẵn một kết cục ly kỳ cho chuyện tình Huyền Trân, Trần Khắc Chung. Coi đó như một món quà chia tay với các học viên. Nhất là cho anh chàng ngồi bằng đầu có khuôn mặt giống như con gái, thường hối thúc tôi kể chuyện. Tôi sẽ để cho Huyền Trân công chúa phải vào chùa tu theo lệnh của vua cha. Nhưng sau đó kiếm sĩ Trần Khắc Chung cũng gác kiếm vào chùa làm sư bác, giống như bắt giới hòa thượng trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ vậy. Hai ngày trước ngày mãn khóa, tôi đang vui vẻ bước vào lớp học thì bỗng ngạc nhiên vì cái sự im lặng bất bình thường. Rồi nhìn nét mặt rầu rầu của mọi người, tôi đã đoán được chuyện gì đã xảy ra sáng nay. Lại một người đã ra đi. Định thần lại, nhìn xuống cái bàn đầu, tôi thấy chàng trẻ tuổi giống như con gái đó đã vắng bóng. Người hoa tiêu đó có lẽ là người cuối cùng hy sinh khi còn mang trên người đôi cánh bạc với cái alpha. Vì hai ngày nữa, tất cả sẽ được chính thức gắn lon thiếu úy. Và cái đoạn kết ly kỳ của chuyện tình công chúa Huyền Trân đã không bao giờ được kể, vì người thích nghe nhất đã không còn sống để mà nghe. Cuối cùng, dù sao đi nữa thì cũng nhờ làm huấn luyện viên cho một trong những khóa học khác thường và vô ích nhất trong lịch sử quân đội đó, mà tôi trở thành thân thiết hơn với những người của 530, 118, 229, 325.
Thấm thoát một năm trôi qua, phi đoàn 530 ăn thôi nôi bằng một đêm khu trục đáng ghi nhớ. Từ ông Kỳ, ông Minh Cầu cho đến các ông sư đoàn trưởng, các ông chỉ huy trưởng, không thiếu mặt ai. Cả đến ông Từ Văn B cũng phải tạm rời cái chùa KTTV ở Biên Hòa để lên chung vui. Không phải tất cả các vị tướng tá đều xuất thân là dân khu trục, nhưng hình như Pleiku luôn được sự ưu ái đặc biệt, giống như một đứa con xa nhà, gửi thân nơi đèo heo hút gió. Còn nhớ mỗi lần về bộ tư lệnh hay gặp ông Phùng Ngọc Ẩn thì bị chặn lại ngay. Sao em, Pleiku hồi này có vui không? Thậm chí đến ông Nguyễn Hồng Tuyền ở tận Sóc Trăng, lâu lâu có UH1 ở Pleiku về chơi cũng không quên tặng cho một tàu khô và mắm, gọi là làm quà cho người nơi xứ thượng. Chính vì thế mà trong đêm khu trục, vì sự ưu ái sẵn có chứ không phải thượng tài ca hát của Bạch Diễm Sơn 530, mà quý vị đó đã xuất quỹ đơn vị để cho Pleiku một cách rộng rãi, tối thiểu là 50 xính. Mạnh nhất là ông Phan Phụng Tiên của Sư đoàn 5 Không quân 150.000. Sau đêm khu trục, ông Kỳ ra Pleiku thường hơn, có khi ở lại cả tuần. Có lẽ ông muốn tránh cái không khí tiền bầu cử ở Sài Gòn chăng? Cái ngày không đoàn 72 chiến thuật được Đại tá Dung Thiết Giáp tặng cho hai con bò đem ra nước, thì ông Kỳ cũng có mặt. Đang ăn thì có một F-100 của Mỹ đánh ở Hạ Lào xin đáp khẩn cấp. Xe cứu hỏa chưa kịp chạy ra phi đạo thì đã thấy chiếc F-100 đâm bổ xuống với vận tốc khá mau và gãy bánh mũi. Trước khi phi cơ đâm vào ổ chắn cuối phi đạo và nổ tung, phi công đã kịp bấm nút phóng ghế ra, bị phóng về phía trước. Dù chưa kịp mở thì người đã chạm đất. Mọi người chạy tới bàng hoàng nhìn xác người phi công Mỹ. Anh ta chết trong tư thế quỳ, mặt úp xuống đất. Hai tay co lại chống xuống mặt phi đạo như một phản ứng chống đỡ cuối cùng. Trên trời, chiếc F-100 còn lại nhào xuống, lượn quanh ba vòng trước khi vĩnh biệt bạn bay về Thái Lan. Trước cảnh đó, ai cũng như muốn khóc, ông Kỳ nhìn mọi người. Đấy, cuộc đời phi công nó như thế đấy, các cậu còn ham nữa không? Đối với những chiến sĩ của các quân binh chủng khác, một khi xa nhà ra trận tuyến, những người thân phải chịu đựng những ngày tháng dài trong lo âu, hồi hộp đợi chờ. Để rồi cuối cùng một ngày nào đó có thể nhận được tin dữ. Người ra đi sẽ không bao giờ trở lại. Với không quân, cái sự chờ đợi đó nó không đến trong một tháng, một tuần, một ngày, mà chỉ trong một buổi, đôi khi chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Cuộc sống sáng đi chiều về càng có vẻ an nhàn, điều độ, thì cái đau đớn vì một sự mất mát bất ngờ nó càng mang nặng chất bi thương. Và người yêu của Tuấn Râu hơn ai hết đã thấm thía được điều đó. Khi nghe tin UH1 của Tuấn nổ tung trên vùng trời Công Tâm, trước đó một giờ họ còn ngồi với nhau trong góc quán cà phê quen thuộc. Vào đầu năm 1972, có một sĩ quan khác ra thay thế tôi trong chức vụ sĩ quan báo chí. Tôi đâm ra rảnh rỗi, suốt ngày la cà ở câu lạc bộ sĩ quan do Mỹ bàn giao lại. Lúc này Phạm Văn Thẳng đã lên thiếu tá và rất ít khi đi đánh bia độ nữa, mà chỉ ngồi uống cà phê, nghe nhạc hoặc tán dóc. Chúng tôi thích ngồi ở cái bàn gần cửa hông để được nhìn xuống phi đạo, độ dài về hướng căn cứ trực thăng Holloway của Hoa Kỳ. Hôm đó tôi đang tán dóc với mấy cô chính huấn của tiểu đoàn 20 chiến tranh chính trị, thì Phạm Văn Thẳng vào. Chưa uống hết ly cà phê thì có điện thoại của Hiệp VC gọi về bay thế cho một hoa tiêu vắng mặt vì công chuyện gia đình. Không cự nữ một tiếng, Phạm Văn Thẳng vội vã trở về phi đoàn. Khi mấy cô chính huấn đã về, tôi đang chơi bi dao thì nghe tiếng xôn xao ngoài cửa. Tiến ra tôi thấy mọi người đang bu quanh một sĩ quan từ phòng hành quân chiến cuộc lên. Anh kể từng câu đứt quãng. Tàu của ông bị phòng không ở Công Tâm. Ông Hiệp bay đằng sau thấy cháy dữ dội, nói ông nhảy dù. Ông nói tàu còn đầy bom, để nó đâm xuống nhà dân đâu có được. Ông bay ra ngoài vòng đai tiểu khu rồi làm cá xuống ruộng. Ông đụng mô đất, tàu nổ luôn. Nghe nói bay với ông Hiệp, tôi biết ngay người vừa rớt là Phạm Văn Thẳng. Tôi lặng người đi trong giây lát trước khi chạy xuống phi đoàn 530
để được nghe chính miệng hiệp Vichy kể về chuyến bay định mệnh của thằng Furu. Cuộc đời và cái chết của anh đã được các nhà văn, nhà báo viết lại như một bản huyền sử ca. Cố trung tá Phạm Văn Thẳng được tôn vinh làm anh hùng của quân đội vân vân. Riêng trong tôi, hình ảnh của Phạm Văn Thẳng vẫn là một Phạm Văn Thẳng bình thường, rất bình thường. Như cái lần đi công tác gặp anh đứng xếp hàng chờ ở trạm hàng không quân sự. Tôi hỏi, tàu VIP, tàu liên lạc thiếu gì sao ông không đi? Phạm Văn Thẳng đáp, cậu tưởng lên thiếu tá lại làm cha thiên hạ sao? Dư lại mo đi phép chứ có phải đi công tác như cậu đâu mà đòi ưu tiên. Có lẽ cái bông mai bạc không làm cho anh thay đổi, ra khỏi phi đoàn cũng đùa phá như trẻ con. Gọi Phạm Văn Thẳng là anh hùng, tôi tự thấy cái yêu mến nể phục trong tôi nó bị ngộ ngập. Tôi chỉ muốn nhớ đến anh như một con người đã sống xứng đáng, và nay đáng cho mọi người thương tiếc, thấy thôi. Tôi rời Pleiku vào mùa hè đỏ lửa, vài tuần lễ trước khi căn cứ không quân này trở thành một đại đơn vị sư đoàn 6 không quân. Vậy Biên Hòa tôi được Trung 530 cũ kể lại cái chết của Thanh Ngố ở sông Bé. Nó bị phòng không cũng chỉ vì cái tội lì, điếc không sợ súng. Khoảng nửa năm sau gặp lại Phương, trưởng lớp học quân sự ở Pleiku ngày xưa. Tôi hỏi xem ai còn ai mất. Ngoài việc Hùng 530 hy sinh ở Chu Pao, Phương còn kể tôi nghe vụ ông Búc và anh em bên trực thăng cố đáp xuống cứu bộ tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Trong cái đêm tân cảnh bị địch âm thầm tràn ngập, xuống tới nơi bị Việt Cộng gài bẫy bắn cháy một tàu. Ông Búc bị chúng nắm được cổ áo, nhưng vùng thoát chui khỏi hàng rào và leo lên được chiếc UH-1 còn lại. Cuối năm 1973, nhân dịp có phái đoàn bộ tư lệnh và một số sư đoàn trưởng, chỉ huy trưởng đi thanh tra các đơn vị, tôi xin tháp tùng ông Từ Văn B. Ra đến Pleiku, tôi thấy sinh hoạt trong căn cứ có phần nhộn nhịp hơn ngày trước. Các cấp chỉ huy cũ cũng đã đổi đi gần hết. Còn lại chỉ có ông Lê Văn Búc, nay là trung tá không đoàn trưởng không đoàn 72 chiến thuật. Vị không đoàn trưởng trẻ nhất trong không quân cũng như ngày trước, ông ta từng là phi đoàn trưởng trẻ nhất vậy. Bạn bè bên trực thăng còn nhiều, nhưng bên khu trục thì hầu hết vắng bóng. Sau khi các phi cơ A-1 bị đình động, nhường bầu trời cao nguyên cho các phản lực A-377 vùng gầm thét. Trước khi ra phù cát, tôi trở lại câu lạc bộ, nay đã được đặt tên lại là Hội quán Phạm Văn Thẳng. Tôi tìm lại cái bàn ngày xưa thường ngồi với Thẳng, nhưng đã có người chiếm. Họ là những hoa tiêu trẻ, cười nói ồn ào, vô tư như không cần biết đến ngày mai. Cái ngày mà họ thành danh như Lê Văn Búc, nay thành người hùng thiên cổ như một thằng phô rô. Phi cơ lấy cao độ, tôi nhìn lại phi trường Cù Hanh. Liếc qua bên trái là biển hồ Pleiku, nơi chiếc A-1 mà Lê Bình Liêu bay test vẫn còn nằm dưới đáy. Bay qua bên phải, tôi thấy núi Hàm Rồng. Ngọn núi mà dân phi hành gọi bằng một cái tên khác, rất tục nhưng rất tượng hình vì nó giống cái đó, giống một cách lạ kỳ. Mùa xuân năm 1975, cùng với quân đoàn 2 sư đoàn 6 không quân, được lệnh di tản chiến thuật về căn cứ không quân Phan Rang. Mặc dù chỉ có 48 giờ để chuẩn bị, sư đoàn 6 không quân cũng đã di tản rất đẹp. Nghe kể lại rằng trước khi rời phi trường, anh em bên phân đoàn tháo gỡ đạn dược và liên đoàn phòng thủ, còn đủ thì giờ gài chất nổ vào những phi cơ không đem đi được và những cơ sở quan trọng. Có lẽ lúc đó họ đã hiểu được rằng dù mang tiếng là di tản chiến thuật, nhưng chắc chắn sẽ không có một ngày trở lại. Họ đã nghĩ đúng. Cổng phi vân với mây xám lưng trời, sau gần 15 năm xa cách, những người con yêu giờ đây vẫn còn hoài công ngóng đợi. Tác giả Nguyễn Hữu Thiện. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.